Em ấy, thằng này cứ chửi em. Em thì xem cuồn quá, nó xem anh hầu như nó không đánh, mình cũng đánh đâu. Em tại đầu chơi chân ý thì mới có thời gian để xem anh, vừa chơi vừa xem. Mà kể cả không còn xem, cứ nghe giọng anh là cuốn rồi. Thằng này nó kiểu nó bị nghiện anh rồi. Nó nghiện. Nghiện luôn. Nghiện hết cả ma túy. Cứ tâm gặp idol em cũng giúp nó, ước mơ nó gặp idol. Ước mơ gặp. Ước mơ đây anh. Thế hoàn thành ước mơ chưa? Em hoàn thành rồi. Sắp đến gặp idol Vương Mỹ Tính rồi. Ở đâu? Đi thẳng đi. Sắp đến rồi. Đây rồi. Idol đây rồi. Có bị chốt đâu em? Không, không anh ạ. À, có chốt ở Châu Nam Bạc này. Vâng. Anh review đi. Nặng đấy. Nặng nhé. Lại bóc hết xốp ra. Vâng, em bóc hết xốp ra. Xốp em đóng to quá, không khay được. Em đi từ lúc 8 giờ. 8 giờ? Vâng. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ 9 giờ 1 tí. À đúng rồi. Thế đi 2 tiếng rồi. Vâng, 2 tiếng. Ok anh em nhé, chào mừng tất cả các anh em đã lại nữa quay trở lại kênh YouTube của Vững Máy Tính. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại cái chuyên mục review máy tính mua online. Thì cái video ngày hôm nay có một điều đặc biệt là có cái bộ máy tính này sẽ mở hộp review cho anh em xem luôn nhé. Đây là hai bạn này là hai bạn khách hàng. Em tên Đại. Em tên Hiệp anh ơi. Tên Hiệp à? Vâng. Đại Hiệp. Và ngay bây giờ Đại Hiệp sẽ mở máy và review cho anh em xem tất cả các linh kiện trong cái bộ máy tính này nhá. Có rất là nhiều anh em hỏi mình là anh hay mua máy tính ở đâu, với lại cho em xin link để mua. Thì đa số tất cả những cái bộ máy tính ấy mà mình mua toàn mua của anh em ở trên kênh thôi anh em ạ. Anh em xem video của mình ấy, xong rồi có nhu cầu bán máy ấy, thì mình sẽ mua lại hết về để review cho anh em xem. Quan trọng là có video để review cho anh em xem. Đi từ Quảng Yên sang Hải Phòng nha anh em, rất là khẩu luôn. Uy tín luôn nhé. Máy tính rất ngon. Lấy mở cốc xe lấy cái chuột với cả ấy cho anh được. Rồi bây giờ mình đi đài. Bây giờ em review đi, các linh kiện. Đây là dùng PC bên Samsung Q67. Em mở ra. RAM 10GB, một thanh đơn 8 và thanh 2. SSD là 64GB. Úi trời, còn HD luôn. Là Samsung 160GB để nhìn game. Đây máy anh em. Cho nè. Gần. Gần đấy cho anh em nhìn xem. Thì luôn. Đây có hai anh em Đại Hiệp nha, một anh em tên là Đại, một anh em tên là Hiệp. Đại Hiệp sẽ review cho anh em. Ở đây là màn hình 19 inch Samsung. Đây là bàn phím cơ đa rêu FK810. Mới mua được 2 tuần. Còn nguyên bảo hành nha anh em nhá. Còn bảo hành hơn 2-3 tháng. Bàn phím cơ thật đấy. Vâng, cơ thật. Và một bàn phím full hand. Bộ cây hai bàn phím anh em. Hai bàn phím là một cái chuột. Và dây cáp đầy đủ, nhưng mà mình đã lấy đi cắm nồi cơm rồi. Cái đấy không quan trọng lắm. Cái cáp mới mua được. À con chip trong đây là chip. Con chip là Xeon E31225V2. E31225V2 thì em thấy ở trên mạng em bán bảo là tương đương với i5 3570K. Con này thì là dòng này thì là không cần cạc luôn. Và cắm mà trực tiếp trên main thì là vẫn lên hình. Không cần cạc hình. Vâng. Cắm trên đây vẫn xuất hình. Vâng. Con này không cần phải VGA. Và con tản là khí CR1200. tản nhỏ anh em nhá. Tản nhỏ. Rất mát. Và nguồn Kono Master 350W. Con cạc hình gì đấy? KGT730 Zotac 2GB DDR5. DDR5. Con này thì với cấu hình này anh em có thể chơi các cái tựa game, ví dụ như Liên Minh FIFA, mấy lại GTA. PUBG phải là nâng cạc anh nhỉ? PUBG nó ăn vào chip cạc hình thì chắc là phải. Con này thì em thấy người bán là bảo là chỉ cần nâng cạc lên. Nhưng hầu như thằng người ta chơi Liên Minh nhiều, PUBG. PUBG chơi em chơi rồi, nhưng mà bây giờ em không chơi, em chỉ chơi mỗi Liên Minh thôi. Em chơi Liên Minh thì được bao nhiêu FPS? Trên Liên Minh nếu mà max setting thì được hơn 100. Hơn 100. Vâng. Thì anh cũng chưa test cái con chip này bao giờ. Mờ con này em live stream được. Live stream Liên Minh.
Vâng, live stream là live stream em live stream liên minh căng nét căng không nét kia nét sao YouTube nét luôn nhạc cũng ok hết bật nhạc quẩy hết 720 hay là 1080 Full HD dạng nước à? Vâng, để em xem còn video. Cái bộ máy tính này có thể live stream được liên minh huyền thoại nhá anh em nhá. À, cái độ phân giải Full HD 1080 luôn. Nếu mà muốn live ngon thì là nên để cấu hình thấp thôi. Quá nét thôi anh em. HD thật. Quá nét luôn. Quá nét anh ạ. Em còn live stream nghe nhạc với Facebook mà. Nếu mà con này mà nâng cạc nên là ngon luôn. Được đấy nhỉ. Vâng. Thế là chứng tỏ là con chip này nó cũng gọi là tạm đấy. Vâng. Chứ còn với cấu hình này thì bây giờ anh không lắp máy livestream nữa. Nhưng mà chú mà livestream rồi thì cấu hình này thì là cũng em không ngờ luôn. Em thử mà rất mượt. Còn em chưa test GTA 5 tại vì là em tải lâu quá, em tải thông đêm mà mấy ngày mà mạng em yếu. Em chơi những cái game gì à? Chơi cái con cấu em hình chơi này FIFA với cả đột kích với cả liên minh. FIFA đổi kích liên minh. Em bây giờ em nhu cầu không cần dùng nhiều này. Thì cả máy tính em nhà nhưng mà em vẫn đi net cùng Hiệp. Anh em cày ra nhau. Thì thôi là cái nó chỉ đi net nó. Em đi net thôi, còn em một máy tính này em toàn mất nhà. Là nó cũng chán nhỉ. Ở chơi mình ở nhà. Em chơi nhà buồn. Buồn. Vâng. Rất là buồn. Anh em nào có nhu cầu thì nó cho mua máy tính này ok, dùng ok hết, thoải okay mái luôn. Không phải suy nghĩ gì cả. Còn linh kiện ở trong đây thì rất là main, nhất là vẫn rất mới, còn main còn bảo hành 2 tháng. À đây để anh quay gần đấy. Vâng. Main còn bảo hành tầm khoảng 2 tháng và nguội ở đâu? Thì main bảo hành 2 tháng còn chip vẫn còn bảo hành tháng nữa. Còn nguồn này hết rồi anh ạ. Còn con cạc này mới hết được 2 hôm. Tức là cái cây này cũng mới mua thôi. Vâng, mới mua đúng 1 tháng. Sao mới mua xong rồi sao lại bán? Em không thích dùng anh ạ. Còn đây là do em vệ sinh. Em dùng xăng thơm. Xăng thơm ấy, em đánh. Biết rồi, cái này nó xăng thơm đánh nó bạc màu đi. Vâng, tại vì là em tưởng là nó đánh nó sáng lên cơ mà em đánh là nó càng bạc màu hơn. Xăng thơm em chỉ lau mạch thôi, chứ em không lau nhựa là nó bạc đi ngay. Vâng. Còn thanh giam này 8G là nó là giam tinh tơn. Nhưng mà kinh tởm nhưng mà em mua lúc đấy là không phải là tản nhiệt, còn cái giáp này là em tự mua về em tự giá. Mua giáp bao tiền? Giáp này là 25.000 em mua từ bên nước ngoài. Quá chết. Em đợi hẳn 2 tuần mới về. Giận đi. Cái này em mới lắp từ hôm kia. Ngày hôm nay là chính chủ nhân của máy sẽ review cho anh em nhá. Mình hôm nay nhàn không phải review anh em ạ. Chỉ ngồi quay thôi. Chỉ làm đệ ngồi quay thôi. Con mên này mới lắm anh em ạ. Vâng, nhìn như mới anh ạ. Mên Hàn Quốc kìa. Con này được cái là có hai cổng SATA 3 luôn. Và có em đọc ở đây là có USB 3.0. Đấy, nhìn đây. Nhưng mà nó lại không màu xanh. Nhưng mà vẫn là 3.0. Cái cổng này hai cổng này 3.0. Còn cái này là em lúc em mua chặn thì là cũng không có cái này đâu. Thì là em cũng phải đặt bên nước ngoài về cái cổng máy in ấy. Em cắt hẳn dây ra em để vào cho nhìn cho đẹp. Cho nhìn cho nó đỡ bị ấy quá. Tỉ mỉ nhỉ. Vâng. Nhưng mà cái này anh nghĩ là nó em có làm gì bằng cái này đâu. Vâng, em không làm gì nhưng mà em thích. Tại vì là em à. Máy tính này thì em chạy dây rất ngon luôn. Trông có đẹp. Em thì là em một người rất yêu thích máy tính. Đúng rồi. Anh nhìn cái cây này là anh thấy là chú cũng yêu máy tính. Em mà nhìn máy xấu nhá thì là em lại phải tháo ra lắp lại mấy lần. Nhìn nó khó chịu à? Vâng. Cái máy này nhá là con máy cũ của em cơ, là một tháng em phải tháo ra chục lần. Em cũng lắp đi lắp lại. Đẹp thì thôi. Còn nhìn ưng mắt rồi nhưng mà mình lại thiết trong đầu mình nghĩ ra đẹp hơn nữa. Hạn chế. Và trong đây là có cái đèn LED thì em tự chế hàn là đèn nó chỉ là đèn 7 màu thôi. Nó chỉ sáng sáng tí thì em hàn hẳn vào, em dính hẳn vào đây. Xong em hàn cái chân USB thì nó để cấp nguồn cho. Bảo ra anh xem này. Vâng. Đây này. Đây. Đây. Đây đèn LED đây. Chế đèn LED nhá. Đèn LED đây. Rồi. Đây. Kỹ sư thực tay kìa bạn. Đâu chế được. Có đỏ tím gì ấy. Đâu đồ ấy vào đâu đấy? Đấy đây. Em hàn hẳn vào chân này rồi. Hàn hẳn ở chân vâng, ấy em à? Cách nên là không sợ chập. Em hàn hẳn thiếc hàn mà. Chú tự hàn à? Vâng. Em tự hàn đấy. Con này là em tự hàn hết. Nhưng mà nó lại không có ấy nhỉ? Quý nhỉ?
Có sáng không? Bên trong có sáng không? Nó chỉ nó đâu cái sáng á? Không, cái nét này mà. Nó sáng, nó chiếu xuống đây này. À. Nếu mà có mắt vàng màu trắng thì nó chiếu xuống hẳn mặt bàn luôn. À, ok ok. Nói chung là theo cái quan điểm của mình ấy thì mình thấy cây này nó ok anh em ạ. Tất cả các linh kiện này đều ok hết, mà bên nước mấy cái đồ nước nó quần rất là sáng bóng và đẹp anh em nhé. Với một cái cấu hình mà nó cũng lâu đời như này rồi thì ngoại hình như này là ổn anh em ạ, ổn áp luôn. Mà kể cả con nguồn anh em nhìn này cũng bóng luôn. Bóng. Cái nguồn này em có đánh không? Nguồn không? Rất là bóng. Em con này nhá, em mua là ăn ngon mới như vậy rồi, nó vẫn còn tem của nó mà. Ừ. Nó vẫn còn tem của nó. Chưa vệ sinh. Anh em nào mà mua được con máy này thì ok nhá. Con máy này là mình thanh lý của hai bạn ấy là 3,5 triệu anh em ạ. 3,5 triệu một bộ này nhá. Là cả bàn phím luôn. Tất cả hai bàn phím vuông luôn nhá. Nếu mà anh em mà mua được con máy này là ok đấy. Nè. Con này là em cứ cho nó chạy FIFA thông đêm trong ngày, nó không bao bị sập. Mà em test nhiệt độ nhá, con này thì tầm 50 độ đến 55 độ là quay về thôi. Con cạc này cũng vậy. Nhiệt độ rất là mát. Đây là hai em khán giả trên kênh YouTube của mình nhá. Đấy, bảo chào anh em. Chào anh em. Hello, mình là Đại nhá. Mình ở dưới Quảng Yên. Mình năm nay 16 tuổi. Mới 16 tuổi. Hôm nay mình đến tận nhà Vững Idol. Mình đã yêu quý anh Vững rất lâu rồi. Từ nếu mà theo dõi anh đấy phải được 2 năm anh nhỉ? Không, chỉ tầm 5,5 thôi. 5,5 anh? Cả cái kênh kia anh cộng vào cũng phải tầm, cũng tầm 5,5. Tại kênh này anh làm được. Vâng, tại vì là video anh là em xem từ video đầu rồi. Là nói chung nhá, trong máy anh thì cứ thỉnh thoảng mấy hôm mới ra video lần. Nhưng mà em xem cuồng cái, em cứ xem đi xem lại video. Em phải nục, thì em toàn nục đi nục lại em xem. Xem mà cách mấy ngày em này nục đi nục lại xem. Xem cuốn. Cuốn cái gì mà cuốn? Nó cứ xem video anh đánh liên minh, ta xem anh. Thằng này em đi chơi con nét thì cay em bảo nó đánh cứ xem em toàn xem anh thôi. Toàn xem anh. Và em xem cái anh DC Gaming. Ở trên kia cơ. Với cả cái anh Đào Tùng Bình ở Hà Nội. Thế lại vừa xem video vừa đánh liên minh dạn nhỉ. Em ấy, thằng này cứ chửi em. Em thì xem cuồn quá. Xem anh hầu như nó có đánh liên minh, nó đánh đầu. Em tại đầu chơi trên lý thì mới có thời gian để xem anh vừa chơi vừa xem. Mà kể cả không mà xem cứ nghe giọng anh là cuốn rồi. Thằng này nó kiểu nó bị nghiện anh rồi. Nó nghiện. Nghiện luôn. Nghiện hết cả ma túy. Cứ tâm gặp idol em cũng giúp nó, ước mơ nó gặp idol. Ước mơ gặp. Ước mơ này anh. Thế hoàn thành ước mơ chưa? Em hoàn thành rồi. Anh có bạn ở Quảng Yên, anh hay sang chơi anh á? Vâng, ở Sông Khoai á. Sông Khoai á, vậy từ nhà em đi Sông Khoai cũng xa lắm. Tầm bao cây? Tầm 30-40 phút thôi, nhanh mà. Đâu, có phải tiếng hơn tiếng. Phải điên này. Được không? Anh chỉ cần nhìn thấy đồ, nhìn thấy các chú là tin tưởng, không cần phải test tiếp cả. Vâng. Ví dụ nhiều anh em ở trên kênh đến bán máy cho anh có cần test đâu. Vâng. Chỉ cần báo cấu hình xong là anh báo giá là cầm, nếu mà vâng, cái này là mới chẳng qua là em hay kiểu để vào ấy thì nó bị xước xước. Nếu là cái màn hình này nó ấy thì anh em mà thích màn hình lên thì nắng này nhìn đẹp hơn này. Đẹp hơn nhiều như thế. Nếu mà lên con này lên tầm khoảng 20 inch, 24 inch là chơi ngon luôn. Đúng rồi. Màn hình ngon là cái này hợp luôn. Đơn giản là mua trên mạng à? Vâng. Nói chuyện này là anh em nào mà làm Excel là Photoshop thì ok luôn. Anh em làm mới. Đây nó có ký tự hết anh nhỉ? Mỗi cái ký tự này là mua là khoảng tầm 200.000 nha anh em nhá. Và trong cái bao nhiêu ký tự? Em không biết đấy. Cái luật thuật này là mua là khoảng tầm tầm mấy triệu ấy các bạn. Cái này phải mấy chục triệu ấy, cái luật thuật này đấy. Đấy. Ok. Vâng. Ok luôn. Ba phím này em mua ngày bao nhiêu này? Người ta có ghi ngày đi, ngày mùng 10 tháng 5 2021. Đúng rồi, mùng 10 tháng 5 2021. Bây giờ hôm nay 29 anh nhỉ? Đúng không? Anh không nhớ, hôm nay chỉ hai mấy thôi, hôm nay chỉ 24 thôi. Vậy thì em mua đúng 2 tuần anh nhỉ? Ừ. Vâng, hôm nay đúng 24. Đúng rồi. Vâng. Ok rồi. Con mà phím này mới không phải, nhưng mà nếu mà nhìn vậy như mới luôn. Cắm vào có đẹp không? Cắm vào thử nhá. Cắm vào, cắm thử máy này nhá. Máy nào anh? Đây, cắm máy này. Vâng. Nó mới khởi động nào cũng vậy. Đây là chế độ ơi, chế độ. Đây là nhanh này, đây là chậm. Và nó sang trái thì nó sẽ là hoặc nước sóng xuống. Còn nước sóng sang, nước lên. Chế độ, còn chế độ em không? Còn chế độ
Nào, đây là bàn phím em mới dùng thôi. Cái này ấn F12 để chỉnh máu thứ ấy. Còn F9 này là F là cái gì nhỉ? Cái này có loại gì anh nhỉ? Phím FL thôi. FN vâng. Thì là nó có mấy chế độ và kiểu là ấn là sáng này. Và ở mãi Hải Hà ở gần Móng Cái muốn về chúng em không? Người ta chỉ lấy một full hand, còn không lấy chua và phí mà người ta trả 3.5 triệu. Nhưng mà em cũng muốn để anh. không lấy cái nào. Anh đấy không lấy bàn phím này. Không anh lấy. Trả 3.5 triệu luôn. Anh trả luôn em chứ không cần nói. Lấy cái bộ này. Vâng. Em chơi thằng này thì được phải từ 7 á rồi. Mà thằng này nó hơn em 4 tuổi. Úi trời. Mà bây giờ thành bạn thân rồi. Chi kỷ ấy. Chi kỷ không à, han gì à. Vâng. Đây hai anh em mình rất là thoải mái nha anh em nhá. Đây hai anh em mình. Buôn thoải mái của Nguyên luôn. Buôn bán rất là thoải mái luôn. Có người trả bộ này mà không lấy bàn phím cơ mà trả 3.5 triệu mà không bán lại đến bán cho mình mà mình mua cả bàn phím cơ anh em ạ. Chủ yếu là muốn gặp idol. Em muốn gặp anh lâu lắm rồi mà mai quá anh gần đây. Gửi mà thử hàng thì này ông không thích. Một là sợ vỡ đồ. Vâng. Cái anh đóng xúc em tính em nhá, em mà đóng hàng nhá. Không sợ vỡ hàng luôn nhưng mà em xem được video của mấy anh cả anh trước vỡ vỏ màng màn 19 inch đúng không nhỉ? Vỡ Việt ấy. Anh bị vỡ mấy con màn này, năm nay anh bị vỡ 2 con màn này chứ. Bây giờ mình sẽ show cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào test game nhá. Xeon E3-1225V2 này anh em này. Đấy, con này là những cái con chip Xeon lắp cho những cái dòng H61 anh em ạ. 4x là 4 luồng nhá. Mình cũng chưa test game trên con này bao giờ luôn. Thì hôm nay tiện trong video này mình sẽ test game cho anh em xem cái hiệu suất con chip này nó như nào. Main đồng bộ của Samsung nhá anh em nhá. Q67 nhá anh em nhá. Con này thì là có ẩn USB 3.0 và SATA 3. RAM 10GB này anh em ạ. Hai thanh nhá, một thanh 8GB và một thanh 2GB. Graphic là GT730, 2GB DDR5. Đấy, đây là một cái con cạc màn hình rất là sốt trong cái khoảng thời gian này nhá, nó rất là hiếm luôn. Đến với tựa game của cộng đồng người chơi đông đảo nhất thế giới hiện tại thì mình nghĩ là không có cái game gì khác ngoài Liên Minh Huyền Thoại anh em ạ. Mức FPS được tầm 116 nha anh em. Max setting nha anh em nhá. Khi mà có đủ tướng và quái thì cái mức FPS của nó dao động khoảng tầm 90 nha anh em nhá. Nói chung là với cái mức FPS này thì chơi cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại cũng rất là ok và ổn áp rồi. Rất là nhiều anh em điện thoại và nhắn tin cho mình nhờ mình tư vấn và build những cái con máy để chơi Liên Minh Huyền Thoại đấy. Thì nói chung là nếu mà anh em chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại đấy thì nó cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Build thì chỉ cần tầm 3 triệu đổ lên là có thể chơi ok tựa game này thôi. Nhưng mà cái quan trọng là các cái linh kiện để build những cái con máy khoảng tầm 3-4 triệu đổ lên bây giờ nó rất là hiếm hàng anh em ạ. Mà gần như là nó không còn hàng để bán đấy. Nếu như mà anh em mà chơi Liên Minh Huyền Thoại đấy hoặc là những cái tựa game kiểu như thế thì anh em có thể dựa vào cái cấu hình này, anh em tự mua linh kiện và anh em build cũng rất là ổn luôn. Cái quan trọng là anh em cứ mua được những cái hàng mà nó dùng ổn định, ngon lành mà không vấn đề gì cả là ok. Mà anh em biết lắp đặt và cài đặt là ok thôi. Nói chung là build máy tính thì nó cũng đơn giản đấy, không có gì khó khăn đâu anh em. Cái quan trọng nhất ấy thì nó vẫn là cái chất lượng của các linh kiện thôi. CPU mà khi chơi Liên Minh Max Setting ấy thì chỉ có hoạt động tầm 40% thôi. Nói chung là chip nó vẫn rất là dư giả luôn. Cạc hình thì full loát tầm 99-100% rồi. RAM thì chỉ sử dụng tầm 4GB 6 thôi. Đến với tựa game thứ hai là FIFA 4 cũng vẫn trên cái mức setting là cao nhất. Thì anh em có thể thấy là cái mức FPS của nó chỉ rơi tầm 30 thôi. Chơi thì nói chung là cũng được anh em ạ. Nếu mà anh em mà muốn chơi mượt mà hơn thì anh em có thể giảm cái mức setting xuống tầm trung hoặc tầm thấp thì chơi nó sẽ ok hơn. Đây là một cái cấu hình nó rất là hot trong cái khoảng thời gian hiện tại, không phải là vì cái hiệu suất của nó, không phải vì nó mạnh, mà đây là một cái cấu hình giá rẻ nhưng mà lại chơi được những cái tựa game online thông dụng, ví dụ như Liên Minh FIFA với lại Free Fire với lại mấy cái tựa game kiểu như thế đấy. Còn những cái cấu hình nó mạnh ấy, thì giá loại cao thì nó lại kén người mua anh em ạ. Ok, anh em đang đến với GT5 nhá. Mức FPS của nó thì không được cao đâu. Đương nhiên là với một cái con cọc màn hình GT730 thì
với cái tựa game này nó cũng chỉ chơi được trải nghiệm thôi, chứ còn nếu mà chơi mượt thì không có nha anh em nhé. À, nói chuyện tí mà kêu sợ nhỉ? Anh đi lấy xe ô tô chứ, nghĩ là anh không có siêu xe à? Đấy, úi trời, cửa vách trên trời luôn. Đấy, đâu rồi, em vừa lấy rồi. Stay. Đấy, nhìn anh đi ô tô này, em đã hối hận ấy, đã đâm vào đâu mà con này ăn vả. Em đã hối hận chưa? Đâu rồi, chạy đâu mất rồi? Đâu rồi? Đâu nhỉ? Thôi đi chơi tí. Setting nè, graphic nè, vẫn là độ phân giải Full HD 1080 chứ. Và mức đồ họa là low M setting anh em ạ. Low M setting. Chơi thì mình thấy trên cái cấu hình này anh em chơi trải nghiệm thì ok. Còn nếu mà muốn chơi một cách chuyên nghiệp ấy, mà chơi mà đam mê đấy, chơi mà kiểu cuốn hút ấy, thì anh em phải lên cấu hình nhá, thì chơi nó mới mượt mà ổn định được. Chơi thì mình cảm giác thấy nó hơi hoa mắt chóng mặt anh em ạ. Bởi vì đây là một cái quân cạc màn hình nó không thích hợp để chơi cái tựa game GT5 này. Và cái quân cạc màn hình này nó cũng rất là mát mẻ nha anh em nhá, 56 độ C rất là ok luôn. Ở cái mức setting thấp như này đấy thì hình ảnh của nó cũng không được đẹp đâu. Và nó có rất là nhiều viền răng cưa. Hình ảnh thì cũng rất là kẻ chỉ và có sóng nha anh em. Anh em đang đến với lại Battlefield 1 nha anh em nhá. Theo cảm nhận của trưởng phòng sĩ bên mình thì cảm nhận nào nhỉ em nhỉ? Hơi nát, hơi giật tí. Hơi nát, hơi giật một tí anh em ạ. Và cảm giác mình chơi thì thấy cũng nát và cũng giật. Mà rất là nhiều luôn chứ không phải một tí nữa. À, mức FPS của nó thì không được cao đâu. Nếu không muốn nói là thấp, chỉ tầm 20 FPS thôi. Cả hình thì đương nhiên là sử dụng hết 100% rồi. Mình nghĩ là game nó đang ở cái mức setting cao đấy, nên là nó giật như này. Đây, mình sẽ show cho anh em cái setting này. Nó đang ở cái mức setting là medium anh em ạ. Mình sẽ cho xuống lao đi, cho xuống lao nhá, cho xuống lao cho nó chơi cho nó ổn áp anh em ạ. Xuống lao thì được tầm 35 rồi này. Mà chơi thì cảm giác là ok hơn rồi. Nói chung là với cấu hình này anh em chơi những cái tựa game offline nó tầm chung chung một tí đấy, thì anh em chơi trải nghiệm với cốt truyện thì ổn nha. Còn đâu để mà chơi kiểu đắm đuối si mê quá thì cũng không mượt đâu anh em ạ. Anh em phải nâng cấp con cạc hình này lên nhá. Đến với một cái tựa game đốt cạc màn hình như là Genshin Impact thì anh em có thể thấy cái mức FPS của nó thấp là đúng rồi anh em ạ. Không có gì phải thắc mắc cả. Đây, hình ảnh đây. Mình đang để cái mức chất lượng hình ảnh là tầm trung nhá. Cái tựa game này nó không quá quan trọng là bạn đang sử dụng con chip vào đâu. Mấy cái con i3, i5 mà kể cả đầu 3, đầu 4 đổ lên là cũng chơi được. Nhưng mà cái quan trọng là cạc màn hình của các bạn phải cao anh em ạ. Phải khỏe thì chơi nó mới ngon được. Bởi vì cái tựa game này nó ăn cạc màn hình rất là nhiều luôn. Thì với cái con 730 này đấy, mình sẽ cho xuống cái mức cực thấp nhá. Cực thấp để chơi thử xem. Đưa giới hạn FPS lên 60 này. Ok luôn. Cực thấp thì cũng chỉ được tầm 42 thôi chứ cũng không được full đâu. Hình ảnh thì rất là xấu luôn. Anh em thông cảm nhé, hôm nay mình quay lúc trời âm u nên là cái chất lượng video nó không được đẹp, mong anh em thông cảm nhé. Nếu mà quay khi mà có đủ ánh sáng đấy, mà ánh sáng ban ngày, ánh sáng mặt trời nó đẹp, nó chiếu vào đấy, thì cái hình ảnh nó không bị kẻ, nó không bị không bị kẻ kẻ như mà anh em nhìn thấy trên màn hình này này. Đấy, và nó hình ảnh nó rất là sắc nét. FPS được tầm 41. Và mình chơi thì với cái đồ họa này thì mình chơi cũng thấy ổn đấy anh em nhé. Anh em cũng chơi trải nghiệm được cái tựa game Genshin Impact này. Cũng tâm sự thật với anh em là khi mà mình mới làm YouTube ấy, thì mình cũng chỉ nghĩ là tạo ra một kênh YouTube để mình có thể đăng video lên để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đến anh em, để giao lưu với anh em cũng như là thỏa mãn cái niềm đam mê làm video, làm YouTube của mình. Thực sự là mình cũng không nghĩ là mình sẽ bán hàng trên cái kênh YouTube này, và cũng không dám nghĩ là có những anh em yêu mến và thần tượng mình như thế anh em ạ. Từ trước đến giờ và đến cái thời điểm hiện tại đấy, thì nói thật sự anh em thì mình cũng chưa bao giờ dám nhận mình là một idol ai biết gì đâu, mà mình cũng không dám nhận là mình có fan nhé. Mình chỉ coi anh em như là những cái khán giả mà yêu mến mình thôi. Một lần nữa cảm ơn hai em khách hàng, hai em khán giả đã yêu quý mình và cầm cho mình cái bộ máy tính từ mãi Quảng Yên, Quảng Ninh xa xôi về đến Hải Phòng. Cảm ơn hai em rất nhiều nhé. Khi mà gặp hai em ấy thì thực sự là mình cũng rất là hãnh diện anh em ạ.
thực sự luôn, thực sự là rất là hãnh diện luôn. Và khi anh em mà làm YouTube bằng cái đam mê của mình ấy, thì anh em sẽ có được những thứ mà tiền cũng không thể mua lại được anh em ạ. Đấy chính là tình cảm nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhé. Nếu anh em thấy video hay hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Và đừng quên like video cũng như là bấm chuông để theo dõi những video mới nhất từ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.